thân mến, chào mừng bạn đến với Tốt Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt, Vy Mạc Nghiên và Trương Dư Hi đều nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Điều trùng hợp khi hai mỹ nhân này đều từng hợp tác với Thành Nghị và là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nhất tỷ của công ty quản lý Hoan Thụy. Và ngay sau đây hãy cùng phân tích xem Trương Dư Hi và Vy Mạc Nghiên ai chắc kèo hơn trong cuộc đua giành ngôi nhất tỷ. Thứ nhất, Vy Mạc Nghiên. Nhờ thành công của vai diễn Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Vy Mạc Nghiên vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm, có lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng vì một số tranh chấp với công ty quản lý, Vy Mạc Nghiên rơi vào tình cảnh bị bạn diễn xa lánh ngay trên sân khấu. Thậm chí quản lý cấp cao của Hoan Thụy còn công khai chỉ trích nữ diễn viên là kẻ vong ân phụ nghĩa. Mới nổi tiếng đã muốn rời khỏi mái nhà chung. Chính vì điều này, sự nghiệp của Vy Mạc Nghiên chững lại, thậm chí là bị cấm sóng ngay khi đang trên đà phát triển. Để duy trì độ hot thì Vy Mạc Nghiên buộc phải chuyển hướng sang mảng thời trang và dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên nhiều lần bị chê trách với nghi án sao y bản chính từ đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, từ biểu cảm trang phục tới góc chụp. Điều này khiến hình ảnh của Vy Mạc Nghiên phần nào bị xấu đi trong mắt khán giả. Sau hơn một năm phản kháng công ty, bị mất đi rất nhiều hợp đồng béo bở, Vy Mạc Nghiên dần hòa hoãn lại quan hệ với Hoan Thụy. Mới đây thì cô chính thức gia nhập đoàn làm phim Trúc Khanh Hảo, chuẩn bị cho sự trở lại với màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng. Quần chúng thích ăn dưa cho rằng Vy Mạc Nghiên đã phải chấp nhận xuống nước trước công ty quản lý và bộ phim Trúc Khanh Hảo sẽ là cú thử mà Hoan Thụy dành cho nữ diễn viên để xem cô có khả năng tiếp tục gây bão trên màn ảnh hay không. Thứ hai, Trương Dư Hi. Được công chúng biết đến nhờ việc hẹn hò với chàng thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông, Trương Dư Hi thành công trong việc chuyển hướng từ hot girl mạng xã hội sang diễn viên. Với nhan sắc xinh đẹp, khí chất hơn người và diễn xuất ổn, cô nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Sau khi Vy Mạc Nghiên bị cấm sóng, công ty quản lý Hoan Thụy đã chuyển nhiều lợi ích từ tay người đẹp này sang cho Trương Dư Hi. Dĩ nhiên không phải mỹ nhân họ Trương cố ý nẫng tay trên của đàn chị, mà dường như Hoan Thụy quyết tâm muốn phá thuyền Vy Mạc Nghiên và Thành Nghị bằng cách liên tục cho Dư Hi nên duyên với Thành Nghị trên màn ảnh. Rõ ràng thì đây là một cơ hội cực tốt cho Trương Dư Hi để tăng độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng cho bản thân mình. Mới đây thì bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Trương Dư Hi và Thành Nghị diễn chính đã tung trailer sau bao ngày trông ngóng và nhận được vô số lời ngợi khen từ khán giả. Với phản ứng hóa học cực tốt, cặp đôi này hứa hẹn sẽ gây bão trên màn ảnh nhỏ. Từ tình trạng hiện nay của Trương Dư Hi và Vy Mạc Nghiên có thể thấy được cả hai khá ngang sức ngang tài trong cuộc đua này. Mặc dù ăn đứt Trương Dư Hi về độ nổi tiếng nhưng rõ ràng quyết định sai lầm khi quay xe chống đối lại Hoan Thụy đã khiến Vy Mạc Nghiên nhận điểm trừ. Giờ đây nếu cô có lật kèo thành công nhờ bộ phim Trúc Khanh Hảo thì tin chắc nữ diễn viên sẽ nhận được sự ưu ái của công ty quản lý. Còn về Trương Dư Hi, người đẹp này có những bước tiến khá chắc chắn trong showbiz, lại được nâng đỡ nhiệt tình. Theo suy đoán của quần chúng thích ăn dưa thì rất có khả năng Trương Dư Hi mới chính là nhất tỷ mà Hoan Thụy đang nhắm tới. Tuy nhiên khi so kè với Vy Mạc Nghiên về sức ảnh hưởng thì Trương Dư Hi vẫn còn kém cạnh. Giờ đây thì phim của Trương Dư Hi sắp lên sóng, Vy Mạc Nghiên cũng gia nhập dự án mới. Quần chúng thích ăn dưa cho rằng Hoan Thụy sẽ dựa vào thành tích của hai bộ phim là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi và Trúc Khanh Hảo để quyết định xem ai là nhất tỷ của công ty. Dĩ nhiên người ngồi trên chiếc ghế nhất tỷ sẽ được công ty nâng đỡ mạnh mẽ hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến trong showbiz. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!